nhưng khi bắt tay cũng không nhất thiết phải cầm tay như vậy đâu, đúng không? Mình chỉ đưa một tay lịch sự thôi, nhẹ nhàng thôi. Mình đưa tay nhiều khi đó mình bắt tay xong mình cúi cúi nhìn mình nó khúng đúng quá. Rồi khi nếu như mà chào gặp một người khác, rồi xin chào vân, mà nếu như người ta đưa tay như vậy nè thì cái người đó là người hách dịch, không hách tay mà đưa như vậy nè, thể hiện quyền lực, bạn hiểu không? Thì lúc đó mình sẽ bước lên một bước nhẹ nhàng, bước lên một bước sát người ta thì cái tay sẽ tự động nó xoay lại, lát nữa sẽ chỉnh đó. Nhưng cái đó thường thì ít. Rồi đó, bắt tay tốt nhưng mà ôm tròn lòng bàn tay nè, đó như vậy đúng không? Tròn lòng bàn tay. Có nhiều bạn bắt tay thì chỉ nắm mấy cái ngón tay thôi. Chào bảo anh khỏe không? Đó như vậy là nè, bảo anh bắt tay là không có nắm tròn lòng bàn tay nè, thấy không? Nhìn nè, không có nắm tròn lòng bàn tay là kiểu hơi ứng, chưa có sự tập trung. Đó đó, hình dung chưa? Đó như vậy nhìn nó hơi ung dung quá đúng không? À, nó có những cái khác biệt như này. Đây, bắt tay cái này tại sao sai? Không nhìn vào. À thế, mà nó bắt tay phải nhìn ở chỗ khác, đúng không? À, nhìn nó hoàn cảnh quá đúng không? Đấy, bắt tay đúng này, hai mắt nhìn nhau này, đúng không? Thì một người và mình nói sẽ xin phép chào tất cả các anh chị, đúng không? Chưa hỏi vô nhỉ? Chào Thương. Chào Ngọc Anh. Chào Vân nha. Bắt tay làm như vậy là gì? Mình bắt tay hết vòng nó thấy ghê đó.